xin kính chào quý vị nhân dịp thanh minh năm 2024 tôi có dịp uh, trở về đường xuồng uh, thuộc tỉnh kiên Giang để viếng mộ phần của ông bà ngoại thì uh, ở trước cửa nhà của uh, dì dưỡng ba thì uh, có một cái bàn thờ thông thiên hay người ta còn gọi là bàn thờ ông thiên thì uh, tôi xin uh, quay lại và cũng chia sẻ một vài điều về cái uh, văn hóa tín ngưỡng của người miền tây nam bộ chúng ta thì quý vị biết rồi cái tục thờ thông thiên ở trước cửa nhà là một cái hình thức tín ngưỡng rất là phổ biến ở miền nam của chúng ta đặc biệt là miền tây nam bộ nhà nào cũng có hết quý vị nếu mà nhà có phương tiện thì người ta dùng cái trụ bê tông như thế này còn nếu không thì người ta dùng một cái um, cây cột bằng gỗ bằng uh, chàm cũng được người ta đóng xuống thì nó cao tầm khoảng tới ngực mình nhé người ta dùng cái miếng gỗ uh, vuông hay là cục gạch tàu cũng được người ta kê lên uh, để làm cái uh, bàn thờ còn uh, cũng có những người người ta lấy cái cây bông gòn đó. ở quê có nhiều cây bông gòn lắm nó có cái chặng ba thì người ta lấy cái cây bông gòn đó người ta cắm xuống đất nó lựa có cái chặng ba nó cái chuỗi chặng ba đó người ta lấy cục gạch tàu hay cái miếng gỗ vuông đó người ta để lên rồi có cái lư hương đó là thành cái bàn thờ thông thiên thì đối với người miền tây nam bộ chúng ta thì bàn thờ thông thiên tuy là nó đơn sơ mộc mạc như là cái tính cách của người nam bộ nhưng mà người ta lại hết sức chân thành thành khẩn người ta cầu nguyện trời phật rất là nghiêm túc các bạn Quý vị nhìn thấy những cái hình minh họa ở trên đó, quý vị thấy là người ta um, cầu nguyện trời Phật rất là nghiêm túc và thành kính. Um, bình thường thì ở trên cái uh, um, bàn là thờ thông thiên, hay người ta còn gọi là ông thiên cũng được. Uh, thông thiên tức là liên thông với lại ông trời. Còn, uh, hay là um, bàn thờ ông thiên, tức là bàn thờ ông trời. Thì... Uh, nếu mà bình thường thì chỉ cần có một cái lư hương thôi với lại ba cái chung nhỏ ba cái chung nhỏ đựng nước á, giống như cái chung uống rượu mình đó quý vị thì người ta thường là người ta để trong đó là nước rồi cũng có những cái người thì người ta lấy cái bông trang á người ta lấy bông trang người ta bẻ cái bông trang người ta đặt hai bên đó người ta cúng thì đó là những cái ngày thường Còn những cái ngày quan trọng như là ngày mùng 1 hay ngày rằm gì đó Thì người ta có thêm những cái chén gạo Rồi muối Cũng có thể là một cái dĩa hoa quả nữa à, Người ta ở trong nhà người ta có cúng cái gì Thì người ta cúng bằng thờ thông thiên những cái thứ đó Và hàng ngày thì cứ lúc và chập tối Tức là khi mặt trời vừa lặn đó, thì chủ nhà sẽ đốt một cái nén nhang trước cái bàn thờ thông thiên người ta thành khẩn vái tứ phương cầu trời ban phước lành sức khỏe cho gia đình, ban sự bình an làm ăn may mắn. thì um, có một cái điều đặc biệt nữa là những cái bàn thờ thông thiên thì không bao giờ có mái che, bởi vì người ta quan niệm rằng là khi mà những cái um, hương khói từ cây nhang nó tỏa lên trên trời cao thì nó sẽ quyện vào những cái lời cầu nguyện của họ và những cái lời nguyện của họ sẽ theo những cái khói nhang đó lên tới trời cao thấu hiểu tới tai ông trời và ông trời sẽ phù hộ cho họ uh, được những cái uh, ước nguyện như ý muốn chính vì vậy mà quý vị thấy là không bao giờ mà cái bàn thờ thông thiên mà người ta làm máy che lắm uh, thì uh, đối với lại cái uh, văn hóa thờ ông trời thì nó có ở mọi uh, mọi dân tộc ở trên nước Việt Nam chúng ta quý vị mà ở trên thế giới cũng vậy Ờ, ở người tây thì khi mà có công chuyện gì thì người ta cũng gọi tới trời người ta gọi là oh my god đó. hoặc là chúng ta thì người việt nam chúng ta trời ơi cái gì chúng ta cũng kêu tới trời ờ, đó là cái nét văn hóa của cái người việt nam chúng ta và theo như cái uh, um, tục lệ của người nam bộ á, thì uh, um, ông trời là một cái người mà luôn luôn phù hộ cho uh, mọi người trong gia đình uh, cho nên là uh, họ rất là tôn trọng cái bàn thờ thông thiên uh, cái hình thức thờ trời này thì cũng có ở nhiều các cái tôn giáo nữa nhất là ở những cái tôn giáo như miền nam như là đạo cao đài họ cũng có thờ, thờ thiên nhãn đó, tức là mắt của ông trời đó các bạn thì uh, đối với họ thì mắt là tượng trưng cho cho thượng đế toàn năng thấu rõ hết mọi những cái hành vi thiện ác của con người cho nên là họ họ thờ thờ mắt của ông trời đó. thì đối với ông trời của trong nhân gian trong văn hóa Việt Nam cũng vậy thì ông trời là một cái người mà luôn luôn phù hộ cho chúng ta khi mà người ta cầu mong có gặp những cái hoạn nạn gì thì người ta cũng nói cầu trời khấn Phật cho tai qua nạn khỏi đi đấy cho người ta cứ liên hệ với ông trời hay là lấy ví dụ như là mình làm cái điều gì đó mà hiện tại giờ mình chưa có được mọi người ghi nhận công ơn của mình hoặc là những người làm việc ác thì người ta nói thôi mày ơi ông trời có mắt đó. đó cho nên là đối với lại cái văn hóa của người miền Nam thì ông trời rất là là được mọi người tôn thờ thì uh, trong cái sinh hoạt hàng ngày cũng vậy có khi mà cuộc sống của chúng ta khó khăn quá chúng ta thang vãn gì đó thì cũng người khuyên là thôi ăn thua gì cứ cố lên chờ uh, sinh voi chờ sinh cỏ mà chờ uh, sinh trời dưỡng không sao đâu Các quý vị thấy là ông trời đối với lại cái tình cảm của người miền nam rất là, là thân tình như vậy đi sâu vào mọi đời sống của người miền nam rồi hay là chúng ta cứ cố gắng làm việc đi uh, thôi ông trời không có phụ đâu Um, ông trời là một cái, cái đấng siêu nhiên mà đi vào cái um, tâm tư tình cảm của người người dân miền nam chứng kiến những cái vui buồn những cái khó khăn vất vả và ông trời sẵn sàng ra tay cứu độ cho cho mọi người cho nên là um, quý vị thấy là người nhà nào người ta cũng có bằng thờ thông thiên là vậy uh, và cái cái uh, um, đối với lại những cái uh, ngày uh, lễ ngày Tết trong gia đình có cái gì uh, ngon thì đều uh, ngoài cái việc mà cúng uh, ở trong nhà uh, cụ huyền thất tổ cúng ông bà cha mẹ thì bao giờ cũng có một phần để đưa ra ngoài bằng thờ thông thiên là vậy um, còn uh, hiện nay đó thì uh, mặc dù là uh, cái văn hóa thờ thông thiên thì uh, um, đối với đô thị thì nó ít đi nhưng mà riêng đối với miền tây nam bộ thì uh, hầu hết là vẫn còn giữ được cái nét văn hóa này thì uh, đối với lại cái uh, suy nghĩ của người miền nam á, thì thường là thờ là thời trời trước rồi tới tờ phật rồi mới tới uh, thánh rồi mới tới thờ thành tức là theo thứ tự như vậy nên là vị trí của ông trời ở như trong cái um, đời sống tâm linh của người miền Nam luôn luôn đặt hàng đầu đó là cái um, ý nghĩa của cái bàn thờ thông thiên là vậy thì những cái suy nghĩ những cái hiểu biết của tôi về cái bàn thờ thông thiên theo như ông bà truyền lại cũng như là tìm hiểu một số các cái uh, nguồn tư liệu khác thì tôi trình bày với quý vị không biết là nó có đầy đủ hay không hoặc là nó có cái phần nào uh, chưa đúng còn thiếu sót thì uh, xin quý vị chia sẻ và comment ở bên dưới để giúp cho chúng tôi có nhiều những cái kiến thức hơn về cái đời sống uh, tâm linh của người Việt Nam chúng ta nói chung và đặc biệt là dân uh, miền Tây Nam Bộ của chúng ta thì đây là cái quang cảnh của nhà của dì dưỡng ba của tôi nhân cái dịp đi về đây để thanh minh ông bà ngoại thì quay lại để cho quý vị sống lại được những cái khoảnh khắc ở vùng quê của miền tây chúng tôi thì nhà nào cũng phải có một cái bằng thờ thông thiên như tôi nói hồi nãy có điều kiện thì làm bằng xi măng bê tông còn không thì bằng cục gạch tàu bằng miếng ván cũng được cái tâm tình của cái tính cách của người miền tây nam bộ thì rất là đơn sơ mộc mạc nhưng mà rất là chân thành quý vị nhìn thấy những cái hình ảnh minh họa đó rất là thành kính tôn nghiêm và coi trọng cái văn hóa thời trời của người dân miền tây thì tới đây thì video nó cũng đã tương đối đầy đủ rồi. Nếu mà còn những cái gì thiếu sót thì xin quý vị comment ở bên dưới để chúng tôi sẽ khắc phục những cái thiếu sót của chúng tôi. Xin quý vị đăng ký kênh để theo dõi những cái video về đời sống văn hóa tôn giáo ở khắp mọi miền đất nước. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.